Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn mua điện thoại và chúng ta lại cùng gặp nhau trong video tiếp theo. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn là Vương Nguyễn, bây giờ mua Realme 3 Pro được không anh? Chúc anh nhiều sức khỏe và đạt được thành công. Theo anh thì con Realme 3 Pro nó vẫn có thể là mua được nếu như tầm giá của nó rơi vào tầm khoảng là 3,5 triệu đồng thì vẫn có thể là mua được. Còn nếu như tầm khoảng là trên 3,5 triệu đồng á, tầm 3,7, 3,8 đến 4 triệu đồng thì lúc đó thôi thì chúng ta ráng lên tí xíu để mà lấy con Realme 5 Pro luôn. 3 Pro thì nếu như chúng ta xét trong phân khúc hàng chính hãng thì nó vẫn được trang bị cấu hình tương đối tốt với con là Snapdragon 710. Giờ mà trong tầm khoảng dưới 4 triệu đồng chính hãng thì thực ra mà nói thì con 710 vẫn đang là cái đầu chip cao nhất. Trước thì chúng ta có con Vsmart Lite, nhưng con máy này thì nó đã hầu như là khan hàng và nó đã hết hàng rồi. Chỉ có một cái điều là hơi lăn tăn là con 3 Pro là cái đời máy nó hơi cũ đó, cho nên là nếu như chúng ta mua thì nó cũng sẽ là nó không có những cái thứ mới mẻ như những cái dòng máy mới ra mắt thời gian gần đây mà thôi. Còn lại nếu như để mà dùng về chơi game, xem phim, về cái mặt màn hình, về camera các thứ thì đều vẫn còn ok. Câu hỏi đến từ bạn là Snickder Trần, chào anh, em đang cần một con điện thoại tầm giá là 6 triệu đồng, hàng mới, chơi PUBG lâu dài nhất có thể, pin sao cũng được, em cảm ơn. Thì với phân khúc này, hàng xách tay chúng ta sẽ có chiếc Redmi K30 5G, rõ ràng nó trang bị con Snapdragon 765G, đang là con chip có thể nói là tốt nhất trong phân khúc. Còn đối với phân khúc hàng chính hãng thì tầm này em có thể lấy là con Redmi Note 9 Pro, chứ không phải là con Redmi Note 9S đâu nha. Redmi Note 9 Pro thì nó nâng cấp hơn so với con Note 9S, phiên bản 664 của con Note 9 Pro thì nó bán trong tầm khoảng loanh quanh 6 triệu dưới 6 triệu đồng mà thôi. Chiếc máy này thì nó trang bị con là Snapdragon 720G, có pin lớn, đây là có màn hình lớn, có công nghệ sạc nhanh tốt, có camera ổn đó. Bạn Nguyễn Đình Khánh, anh ơi so sánh hiệu năng con M21 và con A21SD, con nào chiến game ổn màn đẹp, dùng 3 đến 4 năm, mong anh trả lời fan của Đam Mê Công Nghệ và tư vấn mua điện thoại. Thực sự mà nói thì với hai con máy này thì anh đánh giá không con nào có khả năng gaming tốt, bởi vì nó chỉ trang bị con chip Exynos. Tuy nhiên nếu như buộc phải chọn một trong hai con này thì em nên lấy con M21, nó sẽ có nhiều điểm lợi hơn. Thứ nhất, màn hình nó đẹp hơn, nó sẽ là tấm nền Super AMOLED kích thước lớn 6.4 inch, độ phân giải là Full HD Plus, sẽ là sắc nét hơn nhiều so với cái màn hình. Con A21s chỉ là tấm nền TFT này với độ phân giải HD Plus. Thứ hai, con M21 thì pin nó rõ ràng là trâu hơn, 6K so với 5K ở trên con A21s. Và thứ ba là so về cái mặt camera rồi là các thứ thì con M21 nó đều nhỉnh hơn. Và chúng ta xét mức giá thì hai con máy này thì nó cũng chỉ xem với nhau. Tất nhiên con M21 nó sẽ là nhỉnh hơn tầm vài trăm ngàn đồng, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4 triệu 7 đến 5 triệu đồng. Còn con A21s cái bản thấp thì em sẽ mua được với mức tầm hơn 4 triệu đồng. Nhưng mà con A21s thì anh đánh giá là một chiếc máy mà không đáng mua lắm nha, trong phân khúc giá này. Cho nên với trường hợp này, thứ nhất em sẽ lấy con M21, và thứ hai thì em sẽ là muốn gaming tốt hơn thì lấy những cái chiếc máy khác trong tầm giá này, như kiểu là con Redmi Note 9S, Redmi Note 8 Pro thì khả năng gaming của nó anh đảm bảo sẽ là tốt hơn rất nhiều so với hai chiếc máy đến từ Samsung kia. Có hỏi đến từ bạn là Quang Đồng Trần, anh ơi cho hỏi là con Redmi 10X có phải là con Redmi Note 9 không, và em thấy khởi đầu giá của nó là 3,2 triệu, có nên đợi để mà về Việt Nam mua không, nguồn là trên báo. Thì đúng rồi, con Redmi 10X nó chính là cái con Redmi Note 9 quốc tế. Cái con Redmi Note 9 anh đang có một con ở đây, và khi vào AnTuTu và một số những cái phần mềm để mà kiểm tra thông số thì nó lại hiển tên là Redmi 10X 4G. Phải nói rất là hay luôn. Đó, càng chứng tỏ là hai chiếc máy này là một. Và nếu như con Redmi 10X là Redmi Note 9 mà con Note 9 nó bán chính hãng tại Việt Nam rồi thì không lý nào con 10X nó lại về đây tiếp. Có chăng là cái con Redmi 10X 5G chạy con Dimensity 820 thì may lắm thì nó sẽ là về bán với dạng là hàng xách tay, chứ không thể nào mà nó bán chính hãng được. Bởi vì nếu bán vậy thì lại đụng phải nhau rồi. Và nếu như con này 3,2 về Việt Nam bán 3,5 hoặc hơn 3,5 thì nó lại đụng phải Redmi Note 9. Trả lại hai sản phẩm nó giống nhau mà lại bán mức giá khác nhau thì nó sẽ không hợp lý em ha. Cho nên là em có thể là mua Redmi Note 9 chờ nó có sale, chỉ rơi vào tầm 3,5 triệu đồng anh nghĩ cũng là một cái mức giá tốt để em có thể là mua. Câu hỏi đến từ bạn là Long Minh, anh ơi em muốn mua một chiếc điện thoại để mà chơi Liên Quân, Max Setting, Call of Duty, xem phim, không cần cam, em nên chọn loại nào, đang còn tính mua con S10 Lite thế giới di động nha anh, em có tầm 17 triệu, mong anh trả lời, chúc anh sức khỏe. Ok, S10 Lite thì cũng tương đối hợp lý nếu như em mua tải thế giới di động với cái mức giá tầm loanh quanh đó. Bởi vì con này thì mức giá tầm 14 mà em lại có tận 17 triệu đồng luôn rồi. Tất nhiên S10 Lite thì nó vẫn tốt bởi vì nó trang bị con là Snapdragon 855, cấu hình phải nói rất mạnh. Tuy nhiên anh thấy thì cũng có một vài giải pháp khác thì nó có vẻ như nó tốt hơn và nó tiết kiệm tiền hơn. Như kiểu là trong tầm khoảng 13 thì em sẽ mua được chiếc
Pocophone F2 Pro. Nó sẽ là trang bị con 865 mảnh hơn, rồi là có pin trâu hơn, màn hình kích thước và là hiển thị các thứ camera đều ổn hơn. Đó, cá nhân anh đánh giá như vậy. Tuy nhiên con máy này thì em chỉ mua online được chứ không mua offline tại Thế Giới Di Động được em ha. Câu hỏi đến từ bạn là Kiroto, anh ơi có hơn 3 triệu đồng này, em ưu tiên chiến game Free Fire không PUBG, pin tốt sạc nhanh có hay không cũng được, mua ở Thế Giới Di Động càng tốt, game khoảng 2,5 năm, chúc anh được 500 ngàn sub. 3 triệu hơn mà nhu cầu như thế này mà phải là mua ở Thế Giới Di Động càng tốt, thì anh thấy là có con Realme 5i Thế Giới Di Động đang bán với tầm khoảng 3,2 triệu đồng, con này thì gọi là game Free Fire đồ các thứ thì vẫn có thể là cân được với con là Snapdragon 665 và nó cũng sẽ là có pin tốt nhưng không có sạc nhanh đâu ha. Và nếu như xài bình bình khoảng tầm 2 năm thì anh nghĩ vẫn có thể là đáp ứng được. Câu hỏi đến từ bạn Duy Phạm, anh ơi tầm 8,5 triệu đồng máy chính hãng, nhu cầu chơi game pin trâu chụp hình đẹp thì nên mua con nào vậy anh? Theo anh với tầm này thì một em có thể lấy con là Mi Note 10 Lite của nhà Xiaomi, thì nó trang bị con là Snapdragon 730G rồi là 8GB 128GB của nhà trong. Có thể nói cấu hình nó không quá cao nhưng con này thì camera chụp quay phim ổn và nó sẽ có màn hình cong, thiết kế trâu chuốt cao cấp rất độc đáo. Và option thứ hai trong tầm giá này thì sẽ có con là Huawei Nova 5T, thì nó sẽ trang bị con chip là Kirin 980, hiệu năng phải nói là ngang với con tầm 855, gaming, camera, chụp hình các thứ thì đều ngon. Thì trên đây là tổng hợp những câu hỏi nổi bật các bạn gửi về cho mình trong số tư vấn mua điện thoại lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ team mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.